bên Cây Thuốc Nam xin kính chào bà con, cô bác và các bạn, và cũng xin cảm ơn quý khách là hội viên của kênh Cây Thuốc Nam đã ghé xem video. Mở đầu bài viết, kênh Cây Thuốc Nam xin kính chúc quý khách và các bạn luôn mạnh khỏe. Mời bà con và các bạn nghe tiếp cách chăm sóc bệnh nhân tai biến mạch máu não. Sau đây, mời bà con nghe nội dung chi tiết. Cách chăm sóc bệnh nhân tai biến mạch máu não còn phụ thuộc vào biến chứng mà người bệnh gặp phải. Sau điều trị, khi chăm sóc người bệnh cần lưu ý một số vấn đề như sau. Hỗ trợ người bệnh xoay sở tư thế thường xuyên 30 phút một lần. Với người bệnh không cử động được, bị liệt nửa người hoặc toàn thân, thường xuyên vệ sinh vùng kín để tránh nhiễm trùng đường tiết niệu. Cung cấp chế độ dinh dưỡng đầy đủ các nhóm chất cho người bệnh, ăn thức ăn loãng, ăn chậm để tránh gây sặc dẫn đến viêm phổi do hít sặc. Giữ phòng ngủ người bệnh được sạch sẽ, thoáng mát, yên tĩnh giúp người bệnh được nghỉ ngơi tốt hơn. Tuân theo phác đồ điều trị từ bác sĩ và thầy thuốc. Người bị tai biến mạch máu não sau khi điều trị bị căng cứng cơ, liệt nửa người có thể tập vật lý trị liệu, châm cứu, massage để tăng tỷ lệ phục hồi. Thường xuyên trò chuyện trấn an tinh thần người bệnh, do người bị tai biến rất dễ bị sang chấn tâm lý và rối loạn lo âu, lo sợ sẽ bị đột quỵ tái phát dẫn đến tử vong, nên kiên nhẫn với người bệnh, hạn chế bày tỏ thái độ khó chịu, kỳ thị. Về mặt phòng ngừa thì bà con mình cần lưu ý sau đây. Cần làm gì để phòng ngừa tai biến mạch máu não? Theo đó, nên duy trì lối sống lành mạnh, ăn đủ bữa, có chế độ ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng, hạn chế các loại thức ăn nhiều dầu mỡ, chất béo, cholesterol. Thay vào đó, nên ăn rau củ quả, hải sản, trứng, các loại đậu, thịt trắng, ngũ cốc, không sử dụng rượu bia, đồ uống có cồn và các chất kích thích. Thường xuyên tập thể dục vận động tối thiểu 30 phút trên một ngày, mỗi tuần từ 3 đến 4 ngày, ổn định cân nặng, tránh thừa cân béo phì, tránh tăng huyết áp, tránh các yếu tố gây căng thẳng, hạn chế thức khuya, đảm bảo chất lượng giấc ngủ, khám sức khỏe và tầm soát đột quỵ định kỳ. Về dinh dưỡng thì với chế độ dinh dưỡng cho người sau đột quỵ cần lưu ý sau đây. Cắt giảm tối đa hàm lượng natri, không ăn thức ăn quá mặn, hạn chế ăn quá nhiều, cảm giác quá no khiến lượng chất béo hấp thụ cao, tăng nguy cơ béo phì. Ăn nhiều rau xanh, trái cây, đa dạng các nhóm dưỡng chất, bổ sung protein ít chất béo, cắt giảm chất béo bão hòa và chất béo chuyển hóa. Khi có dấu hiệu tai biến mạch máu não, người bệnh cần được cấp cứu càng sớm càng tốt. Trong thời gian chờ cấp cứu, người bệnh chỉ nên nằm yên, tránh bất kỳ hoạt động nào. Về câu hỏi tai biến mạch máu não có nguy hiểm hay không, mời bà con và các bạn nghe câu trả lời sau đây. Người bị tai biến mạch máu não nếu không được cấp cứu kịp thời sẽ gặp nhiều biến chứng nghiêm trọng, có thể bị liệt nửa người hoặc thậm chí sống cuộc đời thực vật. Và câu hỏi tiếp theo đó là tai biến mạch máu não có nên chăm cứu không? Câu trả lời như sau. Nếu có triệu chứng tai biến không nên tự điều trị bằng chăm cứu để tránh các biến chứng có thể xảy ra, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe và tình trạng người bệnh. Tốt nhất nên đưa người có dấu hiệu bệnh đột quỵ tai biến đến bệnh viện để được các bác sĩ và thầy thuốc có chuyên môn can thiệp để điều trị. Người được điều trị tai biến nếu có các biến chứng như tay chân tê cứng, khó cử động, đi lại khó khăn thì có thể áp dụng biện pháp chăm cứu để tăng tốc độ phục hồi, giúp người bệnh sớm quay trở lại cuộc sống bình thường. Thì trên đây là kênh Cây Thuốc Nam giới thiệu cho bà con biết được cách chăm sóc bệnh nhân sau tai biến mạch máu não và cách phòng ngừa bệnh tai biến mạch máu não. Tiếp theo đó là trả lời hai câu hỏi tai biến mạch máu não có nguy hiểm không và tai biến mạch máu não có nên chăm cứu không. Và kênh Cây Thuốc Nam xin cảm ơn bà con đã bỏ thời gian quý báu của mình để nghe qua bài viết này. Và sau đây thì mời bà con và các bạn nghe qua những bài thuốc mà điều trị chữa bệnh tai biến cho người bị tai biến sau đây. Bài thuốc ngâm chân hỗ trợ điều trị bệnh tai biến. Nước ngâm sẽ kích thích vào các huyệt ở bàn chân, từ các huyệt vị này sẽ tác động gián tiếp tới tạng phủ và hệ thần kinh trung ương. Bài thuốc này có tác dụng lưu thông khí huyết, tan ứ, giảm tê bì chân tay, mạnh gân cốt. Và sau đây kênh Cây Thuốc Nam giới thiệu cho bà con là bốn bài thuốc
ngâm trong tay. Mời bà con và các bạn nghe bài thứ nhất sau đây. Về dược liệu thì mời bà con là sử dụng dược liệu lộ thông 30g, thiên niên kiện, thân cốt đằng mỗi loại 25g, ngưu tất, uy linh tiên, ngũ gia bì mỗi loại 20g, quế chi, đương quy, thấu cốt thảo, mộc hoa mỗi loại 15g, hồng hoa 10g, rửa qua các nguyên liệu rồi đem sắc lấy nước ngâm chân trong vòng 15 phút. Bài thuốc thứ nhất này thì bà con mình đổ nước khoảng 2 lít nước. Khi mình đổ vào chậu, mình lấy cái chậu cho nó vừa tương đối, đừng rộng quá mà cũng đừng chật quá, đủ để hai bàn chân. Thì bà con mình là sau khi sắc cái dược liệu này ra thì bà con mình đổ vào một cái chậu và ngâm bàn chân trong thời gian là từ 30 phút, mỗi ngày bà con làm 2 lần. Và tiếp tục bài thuốc thứ hai ngâm chân, dược liệu bao gồm thư công thảo, thấu cốt thảo và hồng hoa, mỗi loại 30g sắc với 2 lít nước, dùng nước này để ngâm chân, mỗi lần ngâm là 30 phút, ngày 2 lần. Tác dụng của bài thuốc này là giúp thông lạc, hoạt huyết, phù hợp cho người bị chân tay co quắp sau tai biến. Tiếp tục bài thuốc thứ ba, thuốc nam chữa tai biến bằng rễ thương nhĩ. Sau tai biến, một số trường hợp mắc phải chứng phù nề tay chân, rễ thương nhĩ là cây thuốc nam trị bệnh tai biến làm tiêu phù hiệu quả. Cách thực hiện rất đơn giản, chỉ cần lấy 60g rễ thương nhĩ tươi, nấu nước ngâm chân 30 phút mỗi ngày một lần. Và tiếp tục bài thuốc thứ tư, đó là bài thuốc chữa trị tai biến mạch máu não từ gừng và giấm. Bài thuốc ngâm chân từ gừng và giấm này giúp hoạt huyết, kích thích sự phục hồi của các chi bị liệt, phục hồi tạng phủ. Bà con sử dụng 60g gừng tươi rửa sạch, đập dập cho gừng vào nồi nước cùng với 100ml giấm đun sôi nước trong vòng 10 phút để nước nguội bớt tới khi còn khoảng 40 độ C. Đổ nước vào chậu ngâm chân trong 15 đến 20 phút, có thể thêm nước ấm vào trong quá trình ngâm nếu nước bị nguội. Thì qua đây thì kênh Cây Thuốc Nam cũng giới thiệu cho bà con 4 bài thuốc ngâm chân trị bệnh sau tai biến mạch máu não, đột quỵ. Thì trong quá trình mà sử dụng bài thuốc này thì bà con mình có những dược liệu ví dụ như gừng, giấm thì bà con có thể ra chợ mua. Còn những dược liệu khác thì bà con mình cũng có thể đi đến tiệm thuốc đông y, cũng có nơi gọi là tiệm thuốc bắc á. Bà con ghi lại cái tên thuốc và trọng lượng, đến tiệm thuốc người ta sẽ bán cho bà con. Dược liệu thì cũng rất rẻ, nhưng trong quá trình điều trị này thì bà con phải thường xuyên làm, ít nhất cũng phải vài tháng để cho người bệnh mới có cái dấu hiệu là thuyên giảm. Bà con không nên làm vài ba lần rồi nghỉ. Kênh Cây Thuốc Nam chúc cho bà con luôn được mạnh khỏe, thành công, điều trị thành công trong cái bài thuốc ngâm chân này. Trên đây thì kênh Cây Thuốc Nam đã giới thiệu cho bà con. Thưa bà con, hy vọng qua bài viết này, kênh Cây Thuốc Nam mang đến với bà con và các bạn sẽ giúp ích phần nào về cách chữa bệnh cho bà con và các bạn. Cảm ơn bà con và các bạn đã bỏ thời gian quý báu của mình để nghe qua bài thuốc. Kênh Cây Thuốc Nam xin kính chúc bà con luôn mạnh khỏe, an lành, hạnh phúc, may mắn, thành công trong cuộc sống. Kênh Cây Thuốc Nam xin chào và hẹn gặp lại bà con ở video sau.